chào các em. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về trạng ngữ nhé. Trong bài học này, chúng ta cùng nhớ lại trạng ngữ là gì, cùng tìm hiểu đặc điểm của trạng ngữ, công dụng của trạng ngữ và khám phá điều hay về trạng ngữ mà có thể em chưa biết. Trạng ngữ đã được học ở chương trình tiểu học. Chúng ta cùng nhớ lại xem trạng ngữ là gì thông qua ví dụ sau nhé. Trong câu "Che ăn ở với người đời đời kiếp kiếp", ta thấy che là chủ ngữ, ăn ở với người là vị ngữ, đời đời kiếp kiếp là thành phần phụ bổ sung thông tin về thời gian cho sự việc được nói tới trong câu. Thành phần đời đời kiếp kiếp chính là trạng ngữ. Vậy, trạng ngữ là thành phần phụ của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức của sự việc được nêu trong câu. Trạng ngữ có đặc điểm như thế nào? Chúng ta cùng xét tới các trạng ngữ trong những ví dụ sau. Ví dụ 1. Ngày cưới, trong nhà sọ dừa, cỗ bàn thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập. Ví dụ 2. Lập tức, vua trò gọi cả hai cha con vào bàn thưởng rất hậu. Ví dụ 3. Để giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ, em cần luyện tập thường xuyên. Ví dụ 4. Nhiều người thường cãi nhau chỉ vì những bất đồng nhỏ. Ví dụ 5. Chúng tôi tham quan khu đô thị bằng xe điện. Trong các ví dụ, ta dễ dàng nhận ra các trạng ngữ ngày cưới, trong nhà sọ dừa, lập tức, để giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ, vì những bất đồng nhỏ, bằng xe điện. Về ý nghĩa, ta thấy trạng ngữ ngày cưới bổ sung thông tin về thời gian, trạng ngữ trong nhà sọ dừa bổ sung thông tin về địa điểm, trạng ngữ lập tức bổ sung thông tin về cách thức thực hiện hành động mau lẹ, không chần chừ. Trạng ngữ để giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ bổ sung thông tin về mục đích của hành động. Trạng ngữ vì những bất đồng nhỏ bổ sung thông tin về nguyên nhân. Trạng ngữ bằng xe điện bổ sung thông tin về phương tiện thực hiện hành động. Xét về mặt hình thức, ta thấy có trạng ngữ đứng ở đầu câu, có trạng ngữ ở cuối câu, lại có trạng ngữ đứng ở giữa câu. Như vậy, từ ví dụ, ta rút ra đặc điểm của trạng ngữ. Xét về ý nghĩa, trạng ngữ bổ sung các thông tin về thời gian, địa điểm, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức thực hiện hành động. Về hình thức, trạng ngữ có thể đứng đầu câu, đứng giữa câu hoặc cuối câu. Ta thấy, giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, như vậy trạng ngữ có công dụng gì? Ta cùng phân tích ví dụ sau. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Ta có thể nhận ra trạng ngữ xuất hiện ở câu 2 chính là vừa lúc đó. Trạng ngữ này bổ sung thông tin thời gian cho sự việc trong câu. Không chỉ thế, trạng ngữ này còn giúp liên kết câu thứ 2 với câu thứ nhất nhờ từ đó. Từ đó chính là phép thế cho sự việc thế nước rất nguy, người người hoảng hốt để nối kết câu số 2 với câu số 1. Vậy ta có thể nhận ra công dụng của trạng ngữ. Thứ nhất, trạng ngữ giúp xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc nêu trong câu, góp phần làm cho nội dung của câu được đầy đủ, chính xác. Thứ hai, trạng ngữ giúp nối kết các câu, các đoạn văn với nhau, góp phần làm cho đoạn văn, bài văn được mạch lạc. Và bây giờ, mình cùng khám phá điều hay có thể em chưa biết. Trong một số trường hợp, để nhấn mạnh ý, chuyển ý hoặc thể hiện những tình huống, cảm xúc nhất định, ta có thể tách trạng ngữ, đặc biệt là trạng ngữ đứng ở cuối câu, thành những câu riêng. Cùng nhìn vào ví dụ. Bố cháu đã hy sinh năm 72. Ở đây, năm 72 vốn là trạng ngữ trong câu nhưng được tách ra để nhấn mạnh vào thời điểm người bố hy sinh cũng như để tạo giọng điệu ngậm ngùi, bị ngắt quãng, góp phần bộc lộ tâm trạng xót xa của nhân vật. Trong trường hợp này, năm 72 đã trở thành một câu đặc biệt xác định thời gian. Vậy là, trạng ngữ tuy là thành phần phụ nhưng lại có công dụng rất lớn. Các em hãy vận dụng những đặc điểm, công dụng của trạng ngữ vào tạo lập văn bản nói và văn bản viết để diễn đạt hiệu quả hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau.